Chào bạn, ở đây Tùng có hai cái mã loa chính. Thứ nhất là cái công suất 2W và 3W. Đây, cái mã 2W này, cái mã 3W này. 2W thì là 8 ôm, 3W là 4 ôm. Ở cái thời gian tới thì Tùng sẽ về rất nhiều cái mẫu mã loa đa dạng để cho các bạn độ cho laptop ở mọi cái kích thước nhé. Nhưng cái loa này thì đều đã được test rồi. Vì vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm. Tiếng tiếc rất trong và rất to, trầm bổng đầy đủ. Các bạn nghe như loa thật ý. Và các bạn nhìn này, nó có cả cái dây để độ này, cấm sẵn vào cho các bạn nhìn thấy chưa? Đây này, đây, hàng 3W này. Đây là sản xuất Đại Trà các bạn ạ, đây này, đấy các bạn thấy chưa? Thời gian tới thì nó sẽ có nhiều mẫu mã và nhiều kích thước hơn. Còn bây giờ ấy, cả hai cái này nó đều có kích thước, cái chiều dài này này là 35. Còn cái chiều bên này này là 25. Còn cái độ dày này. Đây này, là 6mm, phù hợp cho các bạn độ gần như tất cả các laptop bây giờ nhé. Cần mua hàng các bạn có thể truy cập no2.vn kiểu Tùng hoặc call cho mình theo số điện thoại là 0906 010103, số lượng không giới hạn các bạn nhé.